Huỳnh Quang Tuấn đã thể hiện các kỹ thuật tay rất tốt và ngay lập tức đã hạ được võ sĩ Natawood. Cẩn thận ở việc đó, những đòn đánh chọn của Natawood rất nguy hiểm, có thể rất tuyệt vời, lại một đánh tuyệt vời trên cả võ sĩ Thái Lan. Liên tiếp với đòn đánh đầu gối. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu tranh bèo đầu tiên, tranh đai vô địch đầu tiên. Đây là màn so tài hạng cân 51kg của nam giữa hai võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn, đại diện của Việt Nam, người đang thi đấu với chiếc găng màu trắng, và Warayut Wanajamrang, võ sĩ của Thái Lan, thi đấu với chiếc găng màu đen. Chúng ta có thể nhận thấy là xét về chiều cao thì võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn chúng ta nhỉnh hơn so với Warayut. Tuy nhiên võ sĩ Thái Lan là võ sĩ thể hiện là chúng ta thi đấu rất nhiều ở các đấu trường chuyên nghiệp, ngay lập tức đã áp sát vào Huỳnh Văn Tuấn. Với Huỳnh Văn Tuấn thì võ sĩ này có điểm mạnh là gì anh Phú Hiển? Huỳnh Văn Tuấn của chúng ta là võ sĩ huy chương vàng kickboxing SEA Games, thì xét về cái đòn tay chân thì Huỳnh Văn Tuấn nhỉnh hơn so với Natawood. Tuy nhiên Natawood là võ sĩ chuyên về đánh muay thái chuyên nghiệp nên là cái đòn chỏ và gối rất hiệu quả. Huỳnh Văn Tuấn phải cẩn thận ở trận đấu này. Quả thực là kể từ đầu trận chúng ta thấy Warayut đang thi đấu một cách tương đối chủ động trên võ đài. Dù vậy thì Huỳnh Văn Tuấn của chúng ta cũng đang thể hiện khá ấn tượng, hai đòn trỏ chính xác liên tiếp của đại diện Việt Nam. Và cái đấy là các đòn tay của Huỳnh Văn Tuấn rất hiệu quả, ngay lập tức đã khắc chế được các đòn đánh trỏ và gối của Natawood. Ta thấy là ở các tư thế cận chiến của Clinch của Muay Thái thì võ sĩ Natawood thể hiện kỹ thuật tốt hơn. Khoảng thời gian thăm dò của cả hai không nhiều và họ có vẻ như đã nắm bắt được phần nào đó về lối đánh của nhau. Chúng ta có thể nhận thấy là cả hai võ sĩ đã nghiên cứu cách đánh của nhau rất trước rất nhiều. Và ngay lập tức là hiệp 1 là không có sự thăm dò và ngay lập tức là tấn công. Huỳnh Văn Tuấn của chúng ta đã thể hiện các đòn tay tốt hơn. Liên tiếp của đòn đánh chính xác của Huỳnh Văn Tuấn, và chúng ta sẽ mong chờ một trận knockout đến từ võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn. Nhưng phải nói rằng Warayut cũng rất lì đòn. Anh nhận khá nhiều những đòn tay chính xác của Văn Tuấn nhưng cũng rất bình tĩnh để thoát ra khỏi thế khó và phản công. Thậm chí bây giờ thì Warayut còn đang khiến cho mí mắt của Văn Tuấn bị rách một miếng nhỏ. Huỳnh Văn Tuấn đã thể hiện các kỹ thuật tay rất tốt và ngay lập tức đã hạ được võ sĩ Natawood. Trọng tài đã phải đếm với võ sĩ Natawood đến từ Thái Lan. Thật bất ngờ là Huỳnh Văn Tuấn có thể khiến cho trọng tài đếm võ sĩ Thái Lan bằng một đòn gối. Và ngay lập tức đã sử dụng ưu thế của mình để có thể hạ nóc ao đối phương trong hiệp đấu đầu tiên. Hiệp một khép lại rồi và phải nói rằng Warayut tuyệt vời. Một hiệp đấu đầu tiên của trận đấu tranh đai bạc của hệ thống MTGP. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ còn 4 trận đấu cuối cùng trong đêm nay và cũng là chính là 4 trận đấu quan trọng nhất, và đây là trận đấu đầu tiên trong 4 trận đấu tranh đai của MTGP, và đây là trận đấu tranh đai bạc giữa hai võ sĩ. Warayut nên cảm thấy may mắn khi hiệp 1 đã
kết thúc đúng lúc. Bởi đó thời điểm anh đã gặp quá nhiều khó khăn trước Huỳnh Văn Tuấn. Chúng ta có thể thấy Huỳnh Văn Tuấn là ngay từ hiệp 2 đã lập tức áp sát để tận dụng ưu thế tấn công của mình. Liên tiếp với đòn trỏ của Huỳnh Văn Tuấn. Có vẻ như những đòn đánh của Huỳnh Văn Tuấn đã đang mang đến sự hiệu quả và làm cho Nathan Wood không còn thể lực để thi đấu. Quả linh cuối ở cuối hiệp 1 vào gan của đối thủ đang khiến cho Warajut gần như mất đi rất nhiều khả năng chiến đấu trước Huỳnh Văn Tuấn. Bây giờ thì võ sĩ người Thái Lan có cảm giác như đang chỉ còn biết chịu trận trước đại diện của Việt Nam mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn cũng phải cẩn thận, bởi vì đó những đòn đánh trỏ của Nathan Wood rất nguy hiểm, có thể rất tuyệt vời. Lại một đánh gối của Huỳnh Văn Tuấn. À, thật bất ngờ Huỳnh Văn Tuấn lại thể hiện được kỹ thuật đánh gối rất tuyệt vời trên cả võ sĩ Thái Lan. Liên tiếp với đòn đánh gối. Nhà vô địch kickboxing của Việt Nam đang thể hiện trình độ Muay Thái thậm chí là vượt trội so với đại diện của Thái Lan, một người ăn tập Muay từ bé. Chúng ta đang mong chờ một lần đánh knock out đến từ Huỳnh Văn Tuấn. Dù sao cũng cần dành lời khen ngợi cho Warren Wood và ông anh Phú Hiển. Anh ta rất lì đòn. Võ sĩ Nathan Wood là một người võ sĩ tập luyện rất nhiều, như vậy mới có thể chịu được những cái đòn đánh của Huỳnh Văn Tuấn nhiều như vậy. Như vậy là theo chúng tôi nhận xét thì đã kết thúc trận đấu. Vì theo luật của môn thái chuyên nghiệp thì một võ sĩ sẽ bị đếm trong vòng 3 lần trong một hiệp thì phải lập tức ngưng trận đấu. Có lẽ ở MTGP thì tính chất có phần hơi khác và chúng ta vẫn được tiếp tục theo dõi màn so tài giữa Văn Tuấn và Warajut. Warajut rất kiên cường. Liên tiếp các đòn đánh của Huỳnh Văn Tuấn. Và có lẽ sau hai thời gian này thì trọng tài sẽ phải ngưng đối với Nathan Wood. Vâng. Chúng ta có thể thấy liên tiếp các đòn tấn công của Huỳnh Văn Tuấn đã làm cho Nathan Wood rất ngay lập tức nằm xuống sàn và không còn khả năng thi đấu. Và chúng ta có thêm một chiến thắng knock out nữa xuất hiện ngày hôm nay. Và tuyệt vời hơn nữa khi đó là chiến thắng dành cho đại diện của Việt Nam Huỳnh Văn Tuấn. Anh đánh bại Warajut Wanacharang ở hiệp đấu thứ hai. Trọng tài chính đã kết thúc trận đấu trong hiệp 2 và chiến thắng đã thuộc về võ sĩ ở võ đài xanh Huỳnh Văn Tuấn và chiến thắng knock out. Quý vị ơi, hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn. Thank you, Mr. James. Xin được cảm ơn và xin được giữ lại Huỳnh Văn Tuấn nha.